Theo đề án phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La, đến hết năm 2025 sẽ trở thành chương trình kinh tế quan trọng, là giải pháp trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Sơn La phấn đấu có ít nhất 280 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên, có từ 15 đến 20 sản phẩm OCOP của tỉnh xuất khẩu ra nước ngoài. Phấn đấu đến hết năm 2030, có ít nhất 50% sản phẩm đã được xếp hạng 3 sao giai đoạn 2021-2025, được nâng hạng lên 4 sao. Có tối thiểu 10 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao cấp quốc gia và có từ 40 đến 50 sản phẩm OCOP của tỉnh xuất khẩu ra nước ngoài. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận góp ý vào dự thảo đề án phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung vào tính quy mô của các sản phẩm OCOP, đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm OCOP. Cần phải tăng cường tập huấn và tư vấn về thị trường, cũng như là nâng cao chất lượng sản phẩm. Thì ở đây thì trong nhiệm vụ giải pháp cũng có nêu rồi, nhưng mà chúng tôi thì cũng rất là mong muốn là cái đề án nó đề cập một cách cụ thể hơn. Thực sự các đồng chí là như vậy, cái tập huấn này chúng ta phải tập huấn thường xuyên và tập huấn theo cái nhóm sản phẩm ấy. Và cái thứ ba nữa thì cũng hiện nay thì trong cái đề án thì theo tôi là cần phải đánh giá thêm nữa. Ví dụ như hiện nay các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh chúng ta có, ví dụ trong này các đồng chí đánh giá là có mấy chục sản phẩm đó, thì chúng ta phải chia ra được sản phẩm có cái biểu thôi, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ ví dụ như mật ong, hẳn báo cáo đồng chí thì có mấy huyện có mật ong đó, thì các đồng chí đưa về một lít là hiện nay là có 4 huyện là có mật ong cùng sản phẩm đấy, thì chúng ta biết rồi. Xong đó thì để làm gì để chúng ta phân tích thêm ở trong cái đề án ấy, là trong 4 sản phẩm đó thì mật ong của Mai Sơn này bán sản phẩm là một năm giá trị thu 1 tỷ, nhưng mà Thuận Châu bán được có 100 thôi, thì thôi thì phải tập trung vào cái 1 tỷ này. Ông 100 này thì ông chỉ ở mức bình bình thế thôi, chưa quảng bá được nhiều, đúng không ạ? Thì chúng ta đưa ra được lộ trình là nâng ông này lên 4 sao hay 5 sao đấy chứ. Việc xây dựng đề án phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La là rất cần thiết nhằm đánh giá đầy đủ hiện trạng thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh, đánh giá tiềm năng, cơ hội và phân tích, dự báo bối cảnh mới có tác động đến phát triển kinh tế xã hội nông thôn, góp phần thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025.